Xin chào các bạn quay lại với người Trader. Chúng ta sẽ cùng phân tích thị trường cũng như lên kế hoạch cho tuần giao dịch tiếp theo từ mùng 8 cho đến 12 tháng 7 năm 2024 trên thị trường chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN Index. Tất cả các nhận định thì đều chỉ thể quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay là khuyên đầu tư. Trong một tuần vừa qua suốt từ ngày mùng 1 tháng 7 VN Index liên tục đi lên và tất cả đều là các cây nến tăng trong 5 ngày giao dịch của tuần vừa rồi. Tuần trước thì uh, cá nhân mình uh, dự báo là cái con số sẽ là vùng uh, 1.234 Thế nó, nó sẽ quay trở lại cái vùng đáy cũ Và sau đó thì bật tăng Và có thể uh, tích cực hơn về phía cuối tuần Tuy nhiên chúng ta thấy là ngay từ đầu tuần thì giá đã lập tức tích cực ngay Và nó, cái khu vực này nó đã thể hiện cái sự hỗ trợ của uh, Kumo Sau đó thì giá bật tăng lên điểm nhấn của tuần giao dịch vừa rồi đó chính là cái khối lượng giao dịch rất là thấp. Các cái phiên giao dịch thì cũng chỉ loanh quanh khoảng 15.000 tỷ. Và khối ngoại thì vẫn tiếp tục bán ròng. Mặc dù chúng ta thấy là cái khối lượng bán ròng của khối ngoại thì đang có dấu hiệu giảm đi so với tháng 6. Tuy nhiên thì vẫn chưa có dấu hiệu là họ sẽ kết thúc và quay trở lại mua ròng. Trường hợp mà cái tín hiệu họ quay trở lại mua ròng xuất hiện thì có thể sẽ hỗ trợ cho thị trường trong những cái nhịp tăng mới. trong tuần vừa qua thì có vẻ như thị trường đang tạm thời chững lại để chờ đợi những cái tin tức về vĩ mô cũng như là chờ đợi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ xuất hiện bắt đầu từ tuần sau và sẽ liên tục cho đến hết tháng 7 chúng ta sẽ dần dần biết được cái bức tranh về tình hình uh, lợi nhuận của các doanh nghiệp thông qua các cái bản báo cáo tài chính ở à, trong tuần vừa qua thì uh, với việc chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ DXY có một cái tuần là uh, sụt giảm tương đối mạnh thì uh, cái áp lực về uh, tỷ giá lên uh, SBV đã giảm đi và cái uh, áp lực mà họ buộc phải uh, nâng cái lãi suất điều hành đã giảm đi trông thấy và cho thấy cái điều này cũng đã hỗ trợ cho cái nhịp tăng vừa qua của Vinindex tình hình uh, vĩ mô tương đối ổn và thị trường thì tăng tuy nhiên thì uh, cái khu vực này là một cái khu vực chúng ta cần hết sức cảnh giác chúng ta thấy là từ ngày thứ hai là giá đã liên tục tạo những cái gáp tăng một hai ba bốn cái gáp tăng đã được hình thành và đây là một cái mô hình có thể tiềm năng trở thành mô hình sanku trong Sakata goho đây là một cái mô hình nến đảo chiều sanku thì chính là ba cái khoảng trống giá này ba gáp liên tiếp thì ở đây chúng ta không chỉ có ba mà có tới bốn gáp. mô hình sanku này thì báo hiệu một cái tiềm năng đảo chiều của thị trường ở những khu vực mà ba khoảng trống giá xuất hiện và theo mình thì rất dễ có những nhịp điều chỉnh trong cái khu vực này khi mà chúng ta thấy hành động giá trong 3 ngày cuối tuần đều tạo ba cây doji. Và quan điểm của mình là có thể thị trường sẽ phản ứng với cái vùng kháng cự tại 1288 này, sau đó thì có những nhịp điều chỉnh giảm và có thể quay về khu vực Kijun Sen quanh cái mức 1272 à 1275 con số tuần sau của ngày trader chính là cái điểm ở vùng giá tại Kizun sen ở quanh cái vùng là 1275 này. Thì theo mình thị trường sẽ có những nhịp điều chỉnh về cái vùng cân bằng trước khi chúng ta chờ đợi những hành động giá tiếp theo. Thì trường hợp mà nó điều chỉnh về này thì cái thời điểm mà nó breakout lên này hình thành 6 n này. Đây chính là thời điểm mà chúng ta có thể tự tin vào một cái nhịp quay trở lại vùng đỉnh cũ 1.300 của Finlex còn ngắn hạn thì theo mình trong tuần sau thì kịch bản điều chỉnh sẽ là một kịch bản tiềm năng và con số của người chơi cho tuần sau là 1234. À 1274. Một vài cổ phiếu mà chúng ta đã phân tích trong những tuần vừa qua thì đó là VHM. Thì VHM chúng ta chờ đợi ở những cái vùng khoảng 37.300 cho đến 37.500 theo mình những uh, chương trình trước thì đây là một cái vùng mà có thể mua vào khi mà PB của VHm hiện giờ đang uh, chỉ còn khoảng 1.8 à 0.8 thấp hơn cả giá trị sổ sách và công ty vẫn đang nên làm ra chỉ có mỗi cái uh, lo ngại là việc uh, cái lợi nhuận thì không được uh, đến tay cổ đông mà đến một số uh, công ty khác trong cái cùng hệ sinh thái và một cái điều nữa đó là cái việc khối ngoại thì liên tục bán ròng. Và VHM, VRE và VC là 3 cổ phiếu. Để nói nó bị bán ròng mạnh nhất từ khối ngoại. Và khi mà khối ngoại dừng bán ròng. Thì rất có thể những cái cổ phiếu này sẽ là những cái cổ phiếu bật tăng đầu tiên. Vì họ vẫn có cái nền kinh doanh tốt và vẫn ăn nên làm ra. Công ty thì vẫn ok. Nên là... Đây là những công ty mà mình đã chú ý trong cái giai đoạn này. VHM, VRE, đặc biệt VRE. VRE thì cá nhân mình có một lệnh mua từ ngày thứ tư, 26 tháng 6, giải ngân một chút ở quanh cái vùng 20.800. Hiện giờ thì giá cũng đang ở cái mức 22.20.800 này. Trường hợp nó đi xuống này, thì mình sẽ tiếp tục chờ mua tại 19.500. Cái khu vực này thì mình sẽ nói chung là trừ trường hợp quá xấu còn không thì mình sẽ không cắt lỗ trong cái giai đoạn này. Bởi vì uh, cá nhân mình thì tự tin vào cái, cái khu vực là 19.500 và tiếp theo sẽ là cái vùng 18.300. Cái này là một uh, vùng giá để đầu tư dài hạn chứ không phải là trading. Trading thì mình sẽ đi theo xu hướng của thị trường. Với EVF, trong tuần trước thì chúng ta dự báo về một cái nhịp bật hồi của EVF trước khi mà có thể nó sẽ tiếp tục đi xuống và có thể tạo đáy trong ngày thứ năm tuần sau, 11 tháng 7. Với VND, sau khi nó hình thành cái mô hình uh, hai đáy này thì uh, cây nến của ngày thứ năm đóng cửa bên trên cái vùng của cái doji này xác nhận một cái tín hiệu uh, doji Breakout. có thể cái nhịp uh, hồi phục này sẽ tiếp diễn và nó có thể chạm đến cái vùng uh, Kijunsen và cái vùng là uh, đỉnh cũ quanh cái mức 17.000. Ngắn hạn thì có thể chúng ta sẽ tiếp tục có những nhịp hồi từ cổ phiếu VN Index Việt Nam Đồng à, VND. VHM thì cũng có thể sẽ tiếp tục cái nhịp đi lên của mình và có thể quay về cái vùng uh, đỉnh ngắn hạn ở cái mức 38.800 trong, trong tuần sau. EVF thì theo mình sẽ tiếp tục đi xuống này. VRE thì theo mình sẽ có nhịp bật hồi có thể quay trở lại cái vùng khoảng 21.150 này cho chúng ta chờ đợi tiếp để xem là nó có thể vượt được lên hay không theo mình Đây là một trong những cổ phiếu tiềm năng đối với cá nhân mình mua và có thể nắm giữ đến tới ít nhất là cuối năm nay với VND thì theo mình là sẽ tiếp tục bật hồi thôi và cái vùng khoảng 17 cho đến 17.000 150 đồng, chính là cái điểm đến tiềm năng của VNED trong tuần sau à, VN, Index, à, VN Index thì à, quan điểm của mình là nó sẽ về dài hạn là vẫn tích cực, tuy nhiên trong à, tuần sau ta có thể à, chứng kiến những cái nhịp à, điều chỉnh của à, VN Index để lấy đà cho những cái nhịp à, tăng tiếp theo và cái vùng à, giá gần nhất chúng ta cần chú ý là đó, đó là cái vùng à, 1.274 cái vùng à, Kijun Sen trên à, đô thị Daily Ok, một vòng nhanh thị trường với chỉ số VN-Index và một vài cổ phiếu mà chúng ta theo dõi trong những tuần vừa qua. Chúc mọi người có một tuần giao dịch nhiều lợi nhuận trên các thị trường mà các bạn tham gia. Và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh YouTube Nghe Trader. Trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp